Mới đây, đọc được bài viết trên trang mạng của đài BBC có tựa đề Bên trong khóa huấn luyện sậu dân sự vì Việt Nam. Thấy quả thực là đáng buồn và đáng lo ngại cho một số bạn trẻ. Theo bài viết này của BBC thì hiện nay đang có khoảng hơn 10 bạn trẻ Việt Nam tham dự khóa học đào tạo về sậu dân sự do voi tổ chức tại Bangkok, Thái Lan. Mặc dù theo những người tổ chức, tức voi cho rằng các khóa học đơn thuần là để trang bị cho các bạn trẻ có kiến thức về xã hội dân sự, về phương cách hoạt động dân chủ, nhân quyền. Nhưng với nhiều người dân trong nước, ai cũng biết bản chất đây là các lớp học mà voi mở ra để nhằm huấn luyện, đào tạo phương thức hoạt động chống phá nhà nước cho số đối tượng mà họ tuyển chọn, chấm định và đưa từ trong nước sang Thái Lan. Xuất phát từ bản chất của voi mang danh nghĩa là một tổ chức phi chính phủ, nhưng thực chất voi là cánh tay nối dài của tổ chức phản động khủng bố việt tân người cầm đầu của tổ chức voi chính là một ủy viên trung ương của việt tân phương thức hoạt động của voi là chấm định lựa chọn các bạn trẻ trong nước có nhận thức chính trị lệch lạc hoặc bất mãn từ đó tìm cách đưa số này ra nước ngoài huấn luyện đào tạo về phương thức hoạt động chống nhà nước núp danh nghĩa giữa các khóa đào tạo về xã hội dân sự số người trẻ trong nước sẽ theo một khóa học khoảng sáu tháng mỗi người được đặt một bí danh riêng để đảm bảo thông tin. Đã có không ít các nhân vật chống phá nhà nước Việt Nam hiện nay trưởng thành từ lò đào tạo của voi như Phạm Đoan Trang, Trịnh Hữu Long. Do đó, để có thể nói về việc hơn người bạn trẻ đang theo học lớp của voi tại Thái Lan thực sự đáng lo ngại, bởi chắc chắn sau khoa học này họ sẽ bị nhồi sọ các tư tưởng chống phá nhà nước Việt Nam và sau đó về nước họ sẽ tiến hành các hoạt động chống phá theo bài của voi. Họ cũng sẽ trở thành những đầu mối cơ sở trong nước của Việt Tân và đương nhiên họ có thể đánh mất tất cả tương lai tuổi trẻ của mình vì các hành động chống phá chính quyền, vi phạm pháp luật đó. Nhìn vào việc một số bạn trẻ vừa qua bị các tổ chức phản động khủng bố ở nước ngoài mua chuộc, dụ dỗ tiến hành các hoạt động như gây rối trật tự công cộng hay khủng bố, để rồi phải bán tuổi trẻ sau song sắt tại trại giam mà thế quan ngại cho các bạn trẻ hiện nay đang bị voi dụ dỗ. Thế nên bài viết của BBC có đặt vấn đề đi để trở về xây dựng đất nước Việt Nam, nhưng quan điểm cá nhân của tôi là con đường họ đang đi khó để trở về vì họ đang đi ngược lại với chính đất nước mình, chính dân tộc mình. Tác giả Viễn